Xin chào anh chị, hôm nay con Tử Thế Bình Dương xin giới thiệu cho anh chị mẫu cân bàn hoặc là cân sàn để truyền dữ liệu rẽ 32 vô máy tính hoặc là truyền Bluetooth nha anh chị. Muốn truyền cái nào cũng được, truyền Bluetooth thì không dây, truyền rẽ 32 thì có dây, anh chị muốn truyền cái nào cũng được, em thử mẫu nha. Cái này con này nó có cái chức năng là ba chức năng để truyền, thứ nhất là truyền ổn định truyền, thứ hai là nhấn truyền, thứ ba là tự động truyền. Nó thì liên tục thì em sẽ bỏ lên cái chức năng là nhấn truyền trước. Em bỏ quả lên này 12 cái chính, em nhấn đây truyền, anh chị thấy không, em nhấn thế nè, truyền nè đó. Và cái này, và cái này nó có cái một cái điều nữa trong cái xem này là mình xâm ở dưới thì mình muốn là số liệu này nó muốn truyền từ ngày là bao nhiêu cũng được, và nó truyền bao nhiêu ký thì nó sẽ tự động xâm ở dưới này. Em bấm truyền nè, bấm mình truyền. Bây giờ em bỏ cái khác lên, bỏ khác lên được không ạ? Cái này được không, nổi không? Ôi dạ, bỏ cái cục này lên. Đây, cục quả nặng hơn. Em bấm truyền. Đó, sẽ truyền đây là 60 ký. Đây. Và tương tự như vậy. Cái mình muốn truyền qua Excel mình cũng truyền xích nào thì tự động nó sẽ truyền vô xích đó. Em mở một xích khác, hồi nãy là xích 1, bây giờ xích 2 nè anh chị. Rồi, em cũng tương tự, em cũng nhấn truyền. Cũng nhấn truyền. Đây, để em để vô cái tay của em anh chị, nhấn truyền. Nhấn truyền, nhấn truyền. Và ba qua xích 3, xích khác cũng như thế này. Mình truyền Bluetooth cũng y chang vậy. Mình cũng muốn nhấn truyền. Cứ vậy thôi. Bỏ một cái cục quả khác 60 kg nè, nhấn truyền. Xâm ở dưới. Rồi, em cảm ơn anh chị.